Em bữa nào mình đi ăn mực cái chỗ đó ngon. Mình phải ăn, hồi nãy em nhìn là em đã ngắm rồi. Và bây giờ em không còn biết là bạn kia có hát giỏi hay là hát dở. Phải chọn bạn kia để hỏi cái địa chỉ bán ở đâu. Đi ăn mực. Hai vợ chồng ẩm thực luôn ha. Hai chồng sành ăn thành ra thấy mực là mừng rồi. Nè nghe, em bị chọn là do em bán mực đó nha em. Cho em ăn rồi, cứ bác kim gậy như vậy hoài nên em không nhìn mất lên em thèm vậy nó. Trời ơi, cái tụi tưởng đang tham gia chương trình của trường mầm non không? Trời ơi. Thì cái bây giờ mới thấy thương Khả Như á. Hồi đầu tiên thấy dù dập Như mình vui lắm, giờ mới thấy thương Như á, ngồi trong cái gia đình để chịu đựng dễ sợ luôn á. Anh phải thương em chứ. Anh phải thương em. Em là quen với điều đó, em chịu đựng lâu rồi Thành ơi. Thương Như là người lạ vô nhà này nè. Như nói đi em. Sâu sắc cho đội mình gỡ gạt danh dự nói lại. Sao cho ta nể mình cái nè. Em nghĩ cái bạn này đứng nãy giờ chắc mỏi lắm. Về dông xã của em nha. Dông buồn. Trời ơi ghê quá. Có vẻ như là có một người rất là đau lòng. Đúng nha. Tự nhiên cái tôi ngồi như quá phụ vậy đó. Trời quá ơi, cái gì nữa, cái trang phục này nó nói lên cái tính chất của chị rồi. Bây giờ em là một sự thừa thải, đừng nói như vậy. Dạ mình coi nhau như một nhà gia đình đi. Dạ, không sao. Dạ. Đâu tụi anh là coi như là coi em như là phụ huynh trong gia đình vậy đó. Em là bà thím bà gì trong gia đình nha. Không sao đâu. Ủa lập ủa làm gì tự nhiên em với Giang đứng lên? Không phải thì... không, tại vì cái này em thể hiện cái sự hả hê của em anh. Như ơi, anh tiếc thương số phận phụ nữ của em. Kệ em đi anh Giang, em rất vui vẻ và hạnh phúc. Mình phải coi Khá như người nhà. Buông tay nhau ra. Trời ơi, bây giờ chị giống như là sống chung với mẹ chồng á. Bây giờ tôi sẽ đóng vai mẹ chồng ở đây. Vậy thôi em sẽ đặt tên một cái bộ phim khác là Sống chung với mẹ khùng. Anh nghĩ á. Anh nói thiệt, cái mẹ chồng người ta cũng không làm cái thái độ đó luôn á. Vợ chồng tao có cưới hỏi đàng hoàng, tao nắm tay là chuyện bình thường, mắc gì em la. Ủa nhưng mà đang chơi bây giờ ba người này nắm tay gì em cô đơn em buồn tuổi. Bà nắm chân tôi đi. Tôi mệt ghê vậy đó. Để... cái ông nội này, ông vô quánh cờ tưởng đi ăn cướp ta không. Mà cũng không phải là kiện tướng luôn. Kiện tướng ha, ta ngồi khoan thai nhẹ nhàng đánh cờ nhẹ nhàng. Không phải, thực ra là đồ giác hơi trong đó. Đó. Có vẻ cái đó hợp lý hơn. Đúng không em? Nguy hiểm lắm, rất tỏ vẻ nguy hiểm. Cho anh biết cảm giác của em. Hai chồng cái chuyện mình không ai hỏi thăm gì tới em. Như. Dạ sao anh Thành? Ngồi đó chơi đi em. Em thấy sao vậy? Em thấy có gì đó hình ảnh ấy. Nó thôi nghỉ luôn đi anh ơi, nghỉ luôn anh đi. Nghe gì dạ. Anh xin lỗi, anh trao nhầm niềm tin. Dạ. Sao kia? Nãy em thấy tóc giả. Ừ, cái đó cả thế giới ai cũng thấy hết trơn. Như còn cái gì khác nữa không? Rồi gia đình em suy sụp luôn. Hai người phụ nữ kế bên em không nhận kinh tế. Lấy lại danh dự cho mình coi. Vậy thì bên kia có gì ý kiến gì không? Đi. Em không biết sao nhưng mà em thấy bạn này có vẻ hát được. Vì sao? Tại vì cái câu cuối ôi hay là môi gì đó đó. Nghe nó môi gì đó. Này gì đó. Không phải, tại vì thật ra giọng bạn này là nam nhưng mà hát ở Upstart trên. Có nghĩa là nam cao. Dạ, với lại em thấy cái tướng đứng á. Cái kiểu mà nghệ sĩ á. Đúng rồi, nó quệnh kiểu... Trời ơi, sao hai cái này nó có nhiều từ vậy, nó sang đó chị. Bên đây thì quệnh, bên đây sủi bậy đuổi. Tim sang chẳng. À rồi, nín luôn, em nín luôn. Rồi, mình... Em bữa nào mình đi ăn mực cái chỗ đó, ngon. Mình phải ăn, hồi nay em nhìn là em đã ngắm rồi. Và bây giờ em không còn biết là bạn kia có hát giỏi hay là hát dở. Phải chọn bạn kia để hỏi cái địa chỉ bán ở đâu. Đi ăn mực. Đi ăn mực. Hai vợ chồng ẩm thực luôn ha. Hai chồng sành ăn thành ra thấy mực là mừng rồi. Nè nghe, em bị chọn là do em bán mực đó nha em. Nói sao hai chồng em nhã nhặn. Không, cậu này hát không hay đâu. Không mà nhìn cái là biết không hay rồi. Ừ, sao vậy? Tại vì đẹp trai. Không có đẹp trai nào mà hát giỏi hết trơn á. Ủa rồi đây sao? Ý em á là những người mà đẹp trai mà hát giỏi là trở thành ca sĩ hết rồi. Còn đây là người bình thường. Tại người ta chưa có cơ hội thôi em. Thì chưa có cơ hội thì đến giờ này thì chưa được ca sĩ là em nói đúng đó. Thành ơi dịch giùm anh coi làm sao em. Thật ra không phải vợ chồng là cứ hiểu nhau hết đâu. Ủa dạ. Cũng không hiểu luôn hả? Thôi đi ơi, anh nói thật cái phong thủy cho em hợp bên đây hơn nha. Ừ. Thấy chưa, nói chi cho người ta dập mình, thấy chưa? Do thằng chồng. Do tay chồng rồi. Thời của em tới rồi anh Nghĩa. Lên luôn em. Lên luôn, nhân dịp lên luôn Như. Lên luôn em. Hai đứa đừng có nói chuyện với nhau nữa nha. Ủa không lên được hả? Trời em ăn rồi, cứ bác kim gậy như vậy hoài nên em không nhìn mất lên em thèm vậy nó. Trời ơi, các tụi tưởng đang tham gia chương trình của trường mầm non không? Trời ơi. Thì các bây giờ mới thấy thương Khả Như á.
Hồi đầu tiên thấy dù dập Như mình vui lắm, giờ mới thấy thương Như ngồi trong cái gia đình để chịu đựng dễ sợ luôn á. Anh phải thương em chứ, anh phải thương em. Em là quen với điều đó, em chịu đựng lâu rồi Thành ơi. Thương Như là người lạ vô nhà này nè. Như nói đi em. Sâu sắc cho đội mình gỡ gạt danh dự nói lại sao cho ta nể mình cái nè. Em nghĩ cái bạn này đứng nãy giờ chắc mỏi lắm. Không, em mới cảm thán thôi, em nói khác, em nói cái khác. Ồ, vậy là cái vô duyên nó lây đó nha. Lẹ thiệt, ba đường muốn lây qua đường nào lẹ dữ. Em nghĩ cái bạn này hát hay. Bạn tên là Nghĩa. Nhà đường Trịnh Đạo. Thì không anh. Gia đình có 7 anh em. Và hãy tỉa chân mày cho Bến Thành. Cậu này là hát cái dòng mà hát mà dạng này á, là dạng kiểu như là rất là nghiêm túc và cái gì cũng là thanh niên nghiêm túc, anh hiểu không? Mà hát cái là bể á, anh hiểu không? Ừ. Anh có hiểu không? Ừ. À, tại sao không hiểu, không hiểu ý em? Anh hiểu rồi. Em cũng biết, chỉ có một thứ em không biết là biết điều. Bỏ nghe mày. À. Chị Như, em làm phim em có mời chị rõ ràng mà sao mà giờ chị phản em? Mời mời mà hành người ta. Phản báo đi, lần sau phim anh mời em. Đó, không thèm, không thèm, không có ai mời chị chi mà ba ngày trời quanh có một phân đoạn, quay một phân đoạn, một ánh nhìn. Mà mày mời mày có trả tiền không mà sao nó căng thẳng vậy? Có trả chứ anh. Trả mà trả không có đủ xã hội của người ta. Đúng rồi. Nhỏ quanh phân xịn mà. Nó chơi make up từ 6 giờ sáng tới 4 giờ sáng ngày hôm sau chưa quay. Ủa chị mắc cười quá, bộ bình thường chị không make up hay sao mà rớt chị đòi? Đâu bình thường là mặt có mộc. Bình thường chị đeo mặt mộc gì ra ngoài không mà chị nói em. Trời ơi nó dữ quá. Dạ 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 dạ. Bữa đó em tạo điều kiện cho chị make up cho đẹp mà chị còn đòi gì nữa. Nè nè nè, các em nó đang nhìn mình. Ok, tỉnh táo đi, tỉnh táo sang lại. Rộng, sang rộng lại. Tại sao vậy? Là thi marathon luôn, mạnh ai nó chạy á. Con Harry. Em thấy cái nhịp thở với lại cái tay á, em thấy nó rất là không có được tự nhiên. Thì thông qua cái này thì em cũng tự hiểu rồi đó. Em nghĩ là không hát hay là tại vì bạn không có tự tin, với lại mà không có được cái nhịp trong người giống như Harry nói. Bé này hát cỡ Diệu Nhi là cùng à. Phải vậy ông Tú. Em không biết. Không biết. Sao Thành, bạn này thì sao? Bạn này chắc là bạn số 3 đó. Bạn thân luôn đó. Hai đứa không chừng ở chung phòng trọ đó. Vậy là sao em cũng hát không hay luôn hả? Yeah, very, oh yeah. À, Như đồng ý không em? Dạ, em cũng cảm thấy là hát không hay. Ờ, em cũng dễ dại quá. Harry thì sao? Em cũng nghĩ vậy luôn. Tại vì thấy chân rung 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 rung. Và mắt thì không biết phải nhìn ở đâu. Và rất là thấy thiếu sự tự tin. Tại sao các bạn cứ đòi hỏi một người bình thường hát hay mà phải có một cái phong thái chuyên nghiệp như không một ca sĩ đâu, vậy? Không phải đâu, tại vì khi mà nhạc lên á, cái người mà họ biết hát á, họ sẽ thoải mái hơn với đúng nhạc rồi. Họ sẽ có một cái họ gì không đó. Cầm micro để chờ. Dạ. Đúng rồi. Họ vẫn để bình thường, cái nào nhận lên thì ta hát thôi. Lập, em thấy sao? Phong thủy thế nào? Em thấy màu trắng này em nghi quá. Nghi sao? Hai bạn đều mặc đồ màu trắng luôn. Chung lớp thanh nhạc hả? Dạ chắc chung lớp á. Sao Tú, cô giáo dạy thanh nhạc của em đó. Hát hay à, Tú vẫn khẳng định là hát hay. Vậy lát cho Tú hát chung với bạn đó. Đúng vậy. Cô Huệ nha. Mình đến chi tiết luôn á. Sao vậy anh? Chính hồng? Xác dễ sợ luôn. Anh cũng thấy giống vậy hả? Dạ không. Em thấy bạn hoàn toàn là hát dở. Giờ thấy sao giờ? Em thấy em thì hơi suy nghĩ khác với chồng. Sao vậy? Tại vì lúc mà trước khi diễn á, là họ ra ngoài bên đó xong họ chỉnh áo lại, thì em thấy có cái gì đó sự tự tin tràn ra từ cái người đó, anh hiểu không? Sự tự tin mà làm như là gì mà tràn ra. Chứ là anh nghĩ rằng ủa cái chuyện chỉnh áo nó bình thường quá mà Harry. Không phải có một sự chỉnh chu của một người bước lên sân khấu. Yeah. Ủa Như, vậy là em không chỉnh chu đúng không Như? Không, em rất chỉnh chu đó anh. Áo em nó rớt bên này kìa. Không, cái này là list. Nhưng mà tại vì cái bạn này là nhiều khi là cái người stylist hay là một cái gì đó, diễn viên hay gì đó thì thích đẹp ra chỉnh thôi. Bình thường. Hồi nãy bạn này run muốn chết hà. Dạ. Ra mà cái tay phiêu phiêu lạ lắm. Biết hát là biết nhịp đó. Nãy giờ em thấy nha, nhịp bạn có, mình thấy cái đó mình không bàn cãi. Nhưng cái thứ hai là ca sĩ hát một đường, bạn nhép một nẻo. Bạn nhép theo cái kiểu, nó chỉ có hai trường hợp. Một là cách hát đó là cách hát của bạn. Đúng. Tại vì âm thanh của ca sĩ hát là chữ kéo dài. Đúng, khẩu, khẩu hình mở. Chính xác đó. Bạn thì hát nhanh và khẩu hình đóng. Đóng lại. Là bạn hát theo cách của bạn. Đôi khi là bạn hát theo cách của bạn. Nhưng theo tôi nghĩ trong trường hợp này lại là trường hợp thứ hai. Có nghĩa là một cậu bé nhịp rất chắc, hát rất say mê. Nhịp có như trường độ là dính, còn
cao độ là đi xa lắm. Vậy là anh em không có cùng suy nghĩ rồi. Dạ. Yeah. Vậy bây giờ cá tiền đi. Khá là khách giỏi đó. Em ơi, đây là giọng ai giọng ai chứ phải World Cup em. Cái gì mà cá độ đâu vậy? Trời ơi, vợ tôi dễ sợ thiệt chứ. Rồi, thôi để đó nha.